Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Auto, một địa chỉ bán xe cũ, uy tín, chất lượng. Hiện tại bên em đang có địa chỉ thường trực tại 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Và trong một ngày đẹp trời như ngày hôm nay thì nhà em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe có thể nói là mang tính thương hiệu cực kỳ lớn tại thị trường Việt Nam. Và ngay cạnh em đây sẽ là một chiếc CX-5 sản xuất năm 2021 phiên bản Luxury. Và chiếc xe này sẽ có cho em là tổng quan màu ngoại thất chúng ta có là màu đỏ này, cùng với nó nội thất của chúng ta sẽ có là màu đen kết hợp với mạ chrome tạo nên một nét thiết kế cực kỳ đẹp mắt và sang trọng. Ok, mời quý anh chị cùng bước đến với em và nhìn đánh giá qua chi tiết về chiếc xe này. Tổng quan về lớp sơn zin của chiếc xe này thì em có thể đánh giá lên đến khoảng là 90% của anh chị nhé. Vẫn khá là mới và chắc chắn là những công nghệ đèn ở trên chiếc xe này, ví dụ như là cụm đèn phía trước thì chúng ta sẽ mang cho mình đó là công nghệ đèn full led thôi. Cùng với đó này thì phần đèn gầm thay vì làm thiết kế to bản thì chúng ta sẽ có ở đây sẽ là hai thanh ngang, tạo nên một nét thiết kế đâu đó là trẻ trung và đẹp mắt hơn rất nhiều. Cùng với đó lưới tản nhiệt ở đây thì chúng ta sẽ có đó là hình sao rơi cực kỳ là đẹp và mang một nét thiết kế đâu đó là rất phù hợp với thị hiếu của những người Việt. Định mời quý anh chị bước đến với em đến phần thân xe đi. Bước đến phần thân xe thì ở đây các bác có thể thấy cho em là chiếc xe này vẫn còn đó là một bộ lốp nguyên bản này. Cùng với đó thì phần la răng ở đây chúng ta có thể thấy là màu khá là khác so với các hãng khác, nhưng mà đâu đó lại tạo nên một thiết kế đẹp mắt và trẻ trung hơn. Đó, và bộ lốp này sẽ là một bộ lốp khá là đẹp nhá, chưa không hề mòn lắm mà vẫn có thể chạy đâu đó khoảng là 2 cho đến 3 vạn nữa để mình các bác mới có thể phải thay. Đó, hay là các chi tiết ở đây chúng ta sẽ có cho em là phần viền kính ở phía dưới chúng ta sẽ có là mạ chrome này, thanh giá nóc này đầy đủ, và phần tay nắm cửa ở đây thì vẫn sẽ có cùng với cả màu của thân xe mà thôi. Đó, đến với phần bước vào khoang hành khách đi. Mình cùng nhìn qua về khoang hành khách đi. Đây các bác đợi em một chút. Đây, mình cùng bước đến khoang hành khách thứ hai đi. Đây, bước vào ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy cho em đó chính là những chi tiết ở đây như là phần cánh cửa này vẫn rất là mới luôn này. Đó, màu đen cái sần kết hợp với các chi tiết ốp gỗ và mạ chrome nhìn khá là sang trọng. Và một bộ ghế da ở đây chúng ta sẽ có là màu đen, hay là các chi tiết như là phần ốc và phần cánh cửa thì vẫn cực kỳ là nguyên bản, cực kỳ là đẹp. Phần ghế da ở đây thì vẫn rất là mới các bác nhé. Một chiếc xe chạy zin hơn 4 vạn thì rõ ràng là phần ghế da này của chúng ta sẽ rất là đẹp. Khi mà các bác đã biết rằng là những chi tiết trên phần ghế da này của hãng Mazda thì chúng ta sẽ khó là một bộ ghế da không được bền lành cho lắm, nhưng mà đâu đó nó cũng sẽ nhăn nhéo theo thời gian. Ok, rồi mình cùng bước đến với nhau đến khoang hành khách đi, khoang cabin lái đi. Bước vào khoang cabin lái này thì chúng ta sẽ có gì ở đây này? Một phần màn hình giải trí nho nhỏ khoảng là 7 inch này. Đó, hay là các chi tiết ở đây chúng ta sẽ có cảm giác như là kính ấy, gỗ kết hợp với nhựa đó, hay là các chi tiết ở phần tablo này vẫn rất là đẹp cho em này. Phần tablo rất là mới luôn. Đó, cực kỳ là đẹp. Chiếc xe này thì sẽ có khá là nhiều option để mà chúng ta có thể lựa chọn và cân đối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cho em đó chính là phanh điện tử này, rồi làm 3 mốt chế độ lái giúp cho việc lái xe trở nên thú vị hơn. Cùng với đó thì việc điều chỉnh trên màn hình chính ở đây thì mọi tiện ích chúng ta sẽ có thể sử dụng ở núm xoay ở bên này cho em nhé. Đó, cùng với đó thì vô lăng ở đây chúng ta sẽ có cho em là thiết kế 3 chấu tích hợp tăng giảm âm lượng, cruise control và các tính năng đàm thoại rảnh tay khác. Và không thể thiếu trên chiếc xe này đó chính là cửa sổ trời này. Đó, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ không phải là cửa sổ trời toàn cảnh mà chỉ là phần cửa sổ trời phía trước thôi. Và điều mà em thực sự thích nhất ở chiếc xe này phải nói đó chính là chúng ta sẽ tích hợp rất nhiều loa bâu cho chúng ta một cảm giác âm thanh cực kỳ là sống động và vui tươi. Đó, gương ở đây chúng ta sẽ có cho em là gương chống chói rồi này. Rất nhiều tính năng hay ho ở một chiếc xe đến từ Nhật Bản. Đó, cực kỳ đẹp mắt và cực kỳ mới. Một chiếc xe mà đâu đó chúng ta sẽ mang lại một cảm giác trẻ trung và cũng như là phù hợp với mọi giới tính, mọi lứa tuổi ở Việt Nam này. Thậm chí là kể cả con gái thì đâu đó đi những chiếc Mazda này vẫn đâu đó toát lên một vẻ khá là sang trọng và thể thao. Rồi, đến với khối động cơ Skytip chứ danh của nhà Mazda này thì chúng ta sẽ có đó là khối động cơ 2.0 lít cho công suất tối đa 152 mã lực, đi kèm với đó là rất nhiều các chi tiết khác nhìn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hay là các chi tiết các bác có thể nhìn qua cho em này. Đó, phần nắp capo này nguyên bản đó, rất là mới đúng không ạ, cực kỳ là mới luôn. Hay là các chi tiết như là phần đó, phần máy phát này, keo chỉ này nguyên bản từ A đến Z, hay những phần sơn zin ở đây đi, mình vẫn có thể thấy cho em là cực kỳ là mới và đẹp luôn.
một khối động cơ, mà trong khi đó đây sẽ là một phần sinh nhiệt nhiều nhất. Mà trong khi đó khối động cơ, cái phần nước sơn nguyên bản này vẫn thực sự là đẹp mắt và hiện đại. Hiện tại thì một chiếc xe CX-5 2021 phiên bản Luxury chạy hơn 4,4 vạn bên em đang được chào bán ra cho các bác với mức giá 755 triệu. Và mức giá này tất nhiên vẫn còn thương lượng, và bên em vẫn có hỗ trợ nhận trả góp đến tối đa 70% giá trị xe sau 6 năm. Và nếu bác nào quan tâm đến chiếc xe này và muốn nhận một mức giá tốt hơn nữa thì đừng ngần ngại alo cho em ở số điện thoại được ghi ngay trên phần tiểu sử. Và em xin chân thành cảm ơn quý chị và các bạn đã xem hết video.